Em lên cho quý vị một cái sản phẩm nữa, đó là nước súc miệng của Tây Ban Nha. Nước súc miệng Kin. Dạ rồi, em lên cho quý vị. Một. Đây ạ. Cái màu bên trong nó sẽ là màu này, sẽ là màu hồng này. Và em nhắc lại, cái nước này là của Spain, có nghĩa là Tây Ban Nha. Cho nên là được các nha sĩ mà gọi là cao cấp, những cái nha khoa cao cấp khuyên chúng ta nên dùng. Dạ, những ai mà từng đi làm răng sứ, những giống như em, những ai mà đi từng làm mà niền răng đồ này kia ở những cái nha lớn, sau đó người ta luôn luôn gợi ý cho quý vị mua cái sản phẩm này về dùng. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, nó không có quá cay, nó không có quá làm cho chúng ta bị đau rát khi chúng ta sử dụng. Thậm chí khi các bạn lỡ mà có đánh răng bị chảy máu nướu răng, các bạn xúc vô thì cái mức độ mà nó lành cái vết thương cũng rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là trẻ nhỏ cũng rất là dễ sử dụng so với những cái loại nước mà nó có thể mình xúc vô nó rát quá ha. Cái thứ ba, cái này LGBT kỳ cộng của tụi mình rất là cần. Bởi vì nó rất nhạy cảm với những cái thành phần virus mà có lỡ bám vào khoang miệng của chúng ta. Wow. Ví dụ như virus viêm gan BC hoặc là even cái con HIV. Yeah, cho nên nó rất là tuyệt vời. Cho nên là mình cũng nên thủ cái này. Yes. Đi đâu thì mình chiết ra một chút xíu. Dạ, yeah. Em mua lại mua chai 1 lít em xài cho nó lâu. Tại nhà em ở xa. Nhưng mà tuy nhiên trong cái combo này thì quý vị mua ngoài cái chai này ra còn được một tiếp kem đánh răng nữa. Cho nên là em đã xài qua và rất nhiều người, người ta đã sử dụng qua cái nước này rồi. Và đây cũng thuộc dạng một trong những cái nước mà best seller của cái hãng Kin này tại Việt Nam. Cho nên quý anh chị cứ tự tin mà dùng nha. Giá yes. hiện tại đang tham khảo để mà chúng ta mua về trải nghiệm là 245 cành. Quý vị có thể là áp voucher vô để được giảm giá nha. Rồi, em xuống cái mã nước súc miệng Kin.